Đấy, cùng xem cái phần trình diễn của MBK trong ngày đầu ra quân trong giải ESL lần thứ 13 này sẽ là như thế nào đây. Các thành viên OG họ đang muốn đi vào trong cái bom site B này, nơi mà Tencent cũng như là anh chàng Refresh đang chiếm giữ. Hãy cùng xem, bắt đầu những quả smoke được trả ra rồi. Và Tencent là một góc cây rất khó chịu. Refresh thì bắn vẫn rất khó chịu ở đây. Vẫn chưa lộ vị trí từ Refresh nhưng Tencent đã làm có hai mạng rồi. Tiếp theo là ba mạng cho Tencent và Vaudi, Mantu mỗi người một mạng. Nhưng mà vấn đề là Refresh vẫn chưa lộ vị trí nha. Vaudi làm sao đặt được cái quả bom này đây. Hạ gục một, hạ gục luôn cả hai. Và rất may mắn là quả bom đã đạt thành công. Và bây giờ thì OG lên khu bom phe A chạy. Sút có được double kill. Vaudi có được một mạng nhưng sút vừa có triple kill rồi. Nào liệu rằng có được ít nhất là hai mạng đến Vaudi hay không đây? Không. Ngôi sao Việt Nam đã có một ném nết chết. Anh chàng Vaudi. Refresh là một player tay rất to nhưng Isa cũng vậy. Hiện tại Isa đang gặp chút lề về máu ở hơi yếu nhưng không sao cả. Isa vẫn hạ Refresh. Spinzu đổi mạng là nhanh. Tuy nhiên rằng là NBK vẫn đang nhấp nhá khu ARAM này, vẫn chưa thể đạt được cái quả bom. Bây giờ thì sẽ là một tình huống vào khu bom VA mà thôi. Đặt bom trong quả smoke sẽ là thượng sách dành cho bên phía team NBK. Khi mà đã có người của jungle rồi. Và bây giờ thì Sup đã nghe thấy. Ôi trời ơi, lộ rồi, lộ chân. Mantu ơi nên trốn về thôi chứ bây giờ bắn chết thì là không được cộng tiền. Mantu không được cộng tui tiền. Tui lại cả vào đi. Bây giờ trắng quá và Su vẫn ở cái khu Under Palace này thì là một mạng luôn. AlexB đã phải đọc số double kill Cadian. Kéo ốp sang bên phải anh ơi. Nhưng mà NBK đổi mạng Cadian là nhanh nhưng mà vẫn là 4v2. Khó hơn gần rất nhiều và giờ chỉ còn là 4v1 và nó là 4v0. Không biết đấy phải ý tưởng hay hay không. Bắt đầu T sẽ trả ra một quả nết kem, đó là một quả lửa. Tencent đầy một mạng cho Tencent rồi. Ở vụ cắt vóc hình như vẫn còn đó là cây điền cơ. Bây giờ cây điền cao có mạng. Tencent có cho mình cái double kill, triple kill không. Chính xác là một mạng cho Staff. Và đây mới là cái triple kill dành cho Tencent. Refresh móc đến đít rồi. Xử lý rất tốt đến từ vị trí của Su. Và bây giờ thì Refresh đang tìm thêm mục tiêu dành cho mình. Nào, một mạng dành cho vị trí Refresh, double kill rồi. Refresh phát hiện luôn người ở khu trung lửa. Và bây giờ quả nết này sẽ là quả nết đau. NBK còn đó là 19 máu, phạm vi di chuyển của OG là quá tù. Bây giờ thì Refresh đã bị hạ gục bởi Isa, được tính cũng phải là 2v2. Nhưng mà OG đang có đến hai bệnh binh như thế này thì làm sao có thể sống sót được qua cái đợt tấn công này của Heroic đây. Đã có những tình huống gây đam đến từ Isa rồi và Star vẫn biết đối phương ở đâu nhưng không thể làm được thì đó là triple kill đến từ Isa. Liệu lần này thì đây rồi, có vẻ LCV là nạn nhân đầu tiên nhưng rất may mắn là anh chàng này mới chỉ bị bắn yếu thôi. Và Sút thì lại muốn đẩy lên khu ticket box này. Liệu phải là quyết định thông minh hay không? Vâng, và quyết định là phi thẳng ra luôn rồi. Đây là no scope Sky 20. Và lại là có vẻ là Sút đang làm những cái tình huống gọi hơi làm trò một chút. Và bây giờ thì Sút đã phải đổi cái hiệu quả mình bằng việc hạ gục đi xa. Vẫn là 3v3. Bây giờ thì smoke che ram, vị trí của AlexB đã bị phế đi rồi. Nào, Sus có double kill với khẩu PD. Bây giờ thì gỡ một nhịp để cho đối phương ở đâu nào. Và đó là triple kill đến từ vị trí của Sus. Một khẩu PD và nó đã phát huy hiệu quả của mình, nó gọi là bucking. Lần này Heroic họ muốn đánh vào bom xe A. Bắt đầu có hai quả smoke đang được vào bài rồi. Isa bắt đầu mở bát với một mạng, Vaori cũng có một mạng cho mình. Nhưng mà trước đó Cadian đã lấy mạng của Isa. Smoke che jungle được ném ra rồi. Vị trí của Vaori đã lộ và đó là một tình huống đổi mạng tốt đến từ anh chàng Sụt. Mantu đang muốn lần mò sau quả smoke này để vớ được một con bò lạc. Và liệu rằng có vớ được hay không đây. Đó là một con bò lạc đến từ vị trí của Mantu. Sút ăn một quả nết và rất may mắn là vẫn còn sống nhưng mà đã bị phế đi rồi. Liệu rằng trong tiếng bắt bài giữa bộ đội AlexCB và NBK, người đội trưởng và người quen cũ, liệu rằng có phải là một quyết định hợp lý hay không đây. Khi mà tình yêu đã giang dở rồi thì đừng nên gặp những người cũ làm gì cả. Và bây giờ lập tình huống ra khu bom sai B. NBK đang hút đạn cho AlexCB và đó là mạng dành cho NBK. Double kill dành cho người cũ rồi. Không hiểu rằng tình cũ không rủ thì nó có phải là đến thật hay không. Nhưng bây giờ thì Sút nhặt được một khẩu AK đến từ Isa, đang kê biter đẹp rồi và quả bom lại còn đặt cho vị trí của Sút nữa cơ. Bên phía bên kia OG thì vẫn còn rất nhiều bom. Nếu như họ sử dụng bom tốt thì họ có khả năng để retake. Nhưng bây giờ thì bắt đầu ném flash đẩy ra rồi, đang có đến hai người ở mid đi biter cùng với nhau cơ. Vào đi đổi một nhưng mà nhìn thấy cái chọn đầu Sút, nhưng đó là cái bắn tốt hơn của Sút.
người trong A cũng đã kịp thời đổi một rồi. Và bây giờ thì Susa cũng kiếm man tù. Hết tham rồi. NPK làm đôi nhưng mà đó là tất cả những gì mà NPK có thể làm được. OG đã để thua trong một round thi đấu half bài. Tốt nhất là nên đi xếp đi, nhưng mà hiện tại rồi một khẩu súng đã phải bị rơi đi. Tiếp theo có phải khẩu thứ hai không nào? AlexCB nó kéo tâm ra để thí anh chàng Insta. Bây giờ AlexCB lộ vị trí thì sẽ chả còn một cái khẩu súng nào để xếp lại trên người có thành viên về OG đâu. Hãy cùng xem nào, Mantu đã lộ vị trí hạ gục ngay. NBK đổi được một nhưng mà vị trí NBK đã bị lộ, cùng xem Insta. Hết rồi. Chấm hết dành cho các thành viên về OG. 4v3, không hề có kit trên người của những anh chàng đa quốc gia này. Insta vừa rồi mà đổi hai thì chắc chắn nó sẽ là một round thắng, nhưng mà trả đổi được ai thì nó gần như sẽ là thua. Và bây giờ thì AlexCB đổi được một, đưa tình huống là 3v3 rồi. NBK biết một người ở sót, nhưng bây giờ là sút hạ gục điệp vào đi. Biết người ở sót nhưng mà người cũng market là vào đi. Nằm xuống như này thì có làm gì nữa đâu. AlexCB phải tỏa sáng trong tình huống này nếu như không muốn để thua trong tình huống 2v3. AlexCB bắt được sút rồi, nhưng một quả bom lao, quả bom đặt đẹp dành cho vị trí của Cadian. Bây giờ T-Sit làm một, và đó là một tình huống mà biết đối phương ở đâu rồi. Cadian sẽ bắn chết AlexCB rồi. Chắc chắn là như vậy. Mạng thủ đây có một góc đứng cực kỳ tốt và anh ta đã làm được hai mạng rồi. Refresh thì được bắt được anh chàng VOD ở khu ladder room, nhưng mà NBK đổi mạng là cực kỳ nhanh. Hiện vẫn có một tình huống fake khu bom xe B đến từ Refresh, nhưng mà quả bom thì đang ở khu vực IV cơ. Refresh đang muốn làm gì đây? Có vẻ đang muốn đẩy qua rồi. Và bây giờ Refresh nhảy qua nhưng mà bị NBK bắn cho mù lòa hạ gục luôn rồi. Không có bom, ngôi sao Việt Nam đang có một tiếng 1v4 ở cái map thiếu đi trên này. 4v4, tiếp theo là TZ nhưng mà không thể có chống chắc của kill. Refresh ở đây mới chỉ đổi được một mà thôi. Ủa, bắn đè tay đến các thành viên team Heroic ở cái map thiếu đi trên này. Nhưng cái map thiếu đi trên này chắc chỉ có những team như kiểu là EG hoặc là Astralis hoặc là Liquid thì mới có thể bắn được một tay mà thôi. Bắn lỗi skill nhưng vẫn kết thúc đi vị trí NBK, được tình huống là 2v2 rồi. Lượng máu của cả hai bên đang khá cân bằng, nhưng vừa rồi sút đã bị hạ gục đi rồi. Cadian trong một tình huống 1v2, vị trí này là không thuận lợi. Vừa nói xong thì đó là 5-0 cho bên phía team OG. Cùng xem AlexCB đây, nó có mắt nó trắng quá nhưng mà Taven thì không check đằng sau. Hãy cùng xem, bây giờ mà click chuột trái là AlexCB sẽ có mạng này. Tuyên rằng là đợi đối phương đi quả sẽ bốc cơ vào đây rồi. Double kill AlexCB, triple kill AlexCB. Thủ của khu IV là quá chất lượng. Rồi xong rồi, 6-0 và điều chắc chắn là cho bên phía team OG. Và bây giờ ít xa lại là cái góc này. Và bây giờ thì Starven đã lỉnh vào đến khu bom CB rồi này. Liệu rằng đây có phải là round chiến thắng đầu tiên đến từ các thành viên team Heroic hay không? Một tình huống lẩn từ khu 1.6 vào khu bom CB rất chi trà. Ít xa gọi và Starven cũng đã trả lời. Và Starven đã có hai mạng mở bát rồi, liệu rằng Cadian có bắt được ai hay không? Đang kê lại góc đi của AlexCB. Ôi. Nhưng lại bỏ ra khi nghe thấy tiếng của anh chàng NBK không chính xác ít xa cơ. Bây giờ đã double kill rồi, Starven gọi Cadian trả lời. Và bắt đầu setup những quả smoke để có thể vào bom xa cách dễ dàng hơn. Và đây là cái quả smoke che đi cái khu vực IV. Hãy cùng xem nào, AlexCB là người kê lại. Đó là chẳng hạn cần bao đi ở trên tower cơ. Liệu Heroic có biết được là một người trên tower hay không? Vị trí này nếu như đối phương đẩy vào đặt bom thì vào đi sẽ có một góc bắn đẹp. 30 giây đã có người móc lát đến tận nơi rồi, đó là vị trí Issa. Có ai kê lại hay không đây? Và bây giờ thì đang có người kê lại đến cho Cadian. Vào đi bắn lôi kill, AlexCB đang đẩy ra. Vào đi đổi một, AlexCB cũng vậy. Bom rơi rồi, Cadian 1v3 khó dành cho anh chàng Cadian này. Và bây giờ thì đó là một mạng cho Cadian. Rút Glock ra chơi luôn. Nhưng 10 giây nó là không kịp để xử lý tình huống clutch 1v2 này. Lỡ ngớ là Cadian sẽ chết. Và đúng là như vậy, 8-2 dành cho bên phía team OG. Cadian đang check góc, đang check thì bị AlexCB đẩy ra theo tham hình. Và vị trí của nữ nhìn cộng nhập đó là anh chàng NBK lại đẩy được khu mid ram rồi cơ. Và đây là tính to. Và đây là cái cơ sở để OG tiến gần hay con số 9. Một mình Cadian ở đây vẫn hạ gục NBK, nhưng mà với 13 HP thì phải làm như thế nào? Refresh còn 76 nhiều hơn đó. Nhưng mà bom đang rơi, tham thì đang không ủng hộ cho Heroic. Có bắt gái không đây? Lại là một tình huống sai. Sao cả, xem nào Cadian vẫn hạ gục CB. Nhưng với 13 HP thì đó là cái con số 9 cho OG. Hết đạn ra vẫn còn rào, nhưng mà hãy cùng xem nào. Quan tâm hơn đó là chỉ có D-Tech của Heroic cơ. T-Set đổi đồ mạng đó, nhưng mà NBK đổi mạng lá nhanh. Double kill cho người Pháp rồi. 2v3, Heroic không hề có kit ở trong người. Và bây giờ Starven đã chuyển hóa cái thế đó thành 2v2. Tiếp theo đó là anh chàng NBK về triple kill.
Hãy cùng xem. Bây giờ đã lộ vị trí của Starven sẽ là tình huống solo êm. Những cái quả bom này nó không đặt đẹp quá cho MBK. Xem nào, có vẻ gặp khó khăn hơn khi mà MBK đã đẩy lên cất sát cái quả bom này rồi. Và Sút sẽ có double kill cho riêng mình. Không, chính xác té xét cờ vào đi. Ở đây có hai cái mặt đem về cái hy vọng dành cho OG. Bây giờ thì vào đi, đang phải giữ chân các thành viên của team Heroic không đi qua được cái khu vực cầu 2 này. Starven spam yếu được vị trí ít xa rồi. Nhưng bây giờ góc đứng của Vaudi đang xấu dần. Heroic sẽ retake của bom này thôi. Nhưng mà có kit trên người Refresh. Refresh đổi 1 nhưng mà Refresh bị hạ cũng điểm Mantu rồi. 2v2 nhưng 2v1 kia Mantu tỏa sáng. Bây giờ Sus đang đẩy vào. Vâng, Sus bắn lỗi skill, đối phương đã thoát đi và cơ hội là Sus không còn. Bây giờ Starven và những người mình đang đẩy vào nhưng ít xa lại bắt đi được vị trí Refresh rồi. Alexi bây giờ chỉ cần trốn thôi. Starven bắt được ít xa. Có kit trên người nhưng vấn đề là bây giờ thì AlexiB hết rồi, thời gian đang dần trôi đi rồi. Và bây giờ thì AlexiB spam chết đi vì chiêu TC. Round thứ 15 thuộc về OG. Bắt đầu ném bài ra form Zaya đến với các đại diện bên của team OG rồi. Bây giờ Starven bắn trượt và không còn cơ hội nào nữa. Đó là mạng Insta. NBK đổi mạng của Refresh thành công. Guardian đổi 1. Nhưng bây giờ cả hai đường đều có người. Mantu bắt được vị trí T-Sit và đây là một tiếng 3v2 dành cho OG. AlexiB biết Guardian ở đâu rồi. Khó dành cho bên phía của team Heroic trong tình huống này. Vào đi bắt được Guardian và chúng ta sẽ đến phát thứ 3 thôi. Heroic bắt bài ở nối thì Guardian hạ gục được vị trí Mantu, bắt đầu ném bài lên Wombea. T-Sit lấy thân mình để chèn đi cái quả smoke này, tạo ra một góc one way. Và liệu rằng T-Sit có tận dụng đấy không đây? Bây giờ thì MBK biết là quả smoke one way nhưng MBK vẫn chết. T-Sit làm 3 trong một tình huống bắn 6 viên của USP. Chỉ còn đó là một mình Vaudi mà thôi. Không có kit và bom này là quả bom đặt phía trong. Vị trí di chuyển này của Vaudi với quả bom này là phế. Liệu rằng có một tình huống qua đa kill đến T-Sit hay không đây? Hãy cùng chờ xem nào. T-Sit đang check rồi. T-Sit ơi, ngay bên phải kìa. Nào, bây giờ T-Sit đoán được ra rồi. Và đó không phải là qua đa kill đến Vaudi. Nhưng chắc chắn sẽ rào cho chiến thắng đầu tiên dành cho Heroic. Nhưng mà ở khoảng 30 giây vẫn còn một quả smoke che được cửa lò. Hãy cùng xem nào. Refresh né flash đấy. Có được cái double kill cách dễ dàng. Chưa có triple kill nhưng không sao cả. AlexiB đổi mạng là nhanh. Ham hiện tại giờ không ủng hộ cây điền móc đến đằng sau rồi. Vào đi ở đây mới chỉ đổi được 1 thôi. Có phải là 2 không? Có phải là 2 rồi. Nhưng mà tên xếp lại là được trao cho một tình huống kẻ chỉ đến từ OG. Hãy cùng xem lần này là 3B. Liệu họ chống trả đánh công hay không đây? 4B của thủ nhưng 3 chắc chắn là dễ dàng thủ đây. Nên đó là câu chuyện tương lai. Và bây giờ các thành viên bên phía OG tanh vào rồi. Refresh là người đầu tiên phải đập xuống. Còn bom side B tiếp theo cho anh chàng Starven. Và đây rồi, tí nữa con triple kill cho MBK. Sút là người đổi mạng nhưng mà anh chàng này chỉ có là 10 HP mà thôi. Và AlexiB một lần nữa thể hiện cái tài năng ném nết của mình. Chạy xuống cục bom side B luôn rồi. Một mạng free dành cho Guardian. Nhìn thấy luôn một tấm lưng người còn lại. Và bây giờ thì đó không phải là mạng thứ hai. Refresh đang bắn góc đứng bắn đẹp ở đây. Round thiếu chiến thắng thứ 9 dành cho Heroic rồi. Họ có hai quả smoke đúng vừa đủ để có thể set up được bài vào bom side B mà thôi. Một smoke heaven, một smoke ABC. Một quả lửa toxic. Quả lửa này đang được ném ra ở khu vực tinh đòn. Sút đây đang trắng rất nhiều. Sút vẫn kịp làm cho mình đo mạng và sút vẫn chưa phải nằm xuống. Sẽ tình huống 1v2 đến từ anh chàng Starven. Bom được đặt về hướng về hướng về B-shot. Nhưng mà các thành viên mình sẽ đưa ông kích nhà và Starven chỉ được kê tâm vào mà thôi. Nó sẽ là khó và ít xa muốn gỡ fake một nhịp nhưng mà có vẻ như là Starven biết điều này bởi hết cái quả smoke. Nó sẽ là tình huống không thể gỡ bom thành công từ ít xa. Nó sẽ 4v3. Không thể thành công hay không đây, lộ một người hụt tô xích, nó là NBK rồi. NBK vẫn đang gây khó chịu ở cái vị này là rất nhiều. T-Sit bắt được ít xa cờ. Vào đi đẩy được đằng sau rồi nhưng mà vào đi tưởng rằng là bắn lỗi nhưng vẫn hạ gục được cây điền. 2v2 có thể làm được nha. Quả bom đang rơi ở vị trí rất là khó chịu. Sẽ là 1v1 và quả bom đợt chặt thành công rồi. Mantu không thể kết thúc tê set với cái viên Ska vừa rồi. Bây giờ thì sẽ là một tình 1v1 đến từ vị trí T-Sit. Trả ra quả smoke rất thông minh. Và bây giờ thì anh chàng này đổi vị trí rồi. Chắc chắn là anh chàng Mantu sẽ không nghe thấy những tình huống đổi vị trí đến từ T-Sit. Nào, Mantu trong một tình 1v1 đổi sang một khẩu AK. Nó là quyết định hợp lý đấy. Nhưng Mantu sẽ làm gì đây? Có vẻ như sẽ đặt fake một nhịp. Nhưng T-Sit
có vẻ như biết rằng đối phương Forkbite thì sẽ không có đủ tiền để mua cái nào cả. Và bây giờ Tamen đẩy vào là tốt đến từ T-Seed. Nào bây giờ thì vị trí OG vẫn lại thế hơn người, họ đang về bắt bài ở B. Nhưng Revenge bắn có 3 viên đạn hạ gục nhưng Isa và giết luôn một người của ABC bên trái. Quả lửa này sẽ khiến cho hai ông ở ABC phải dừng lại mất thôi. Bom sẽ được đặt thành công ở trên khu bom TA đến từ Heroic. À, bom sẽ B thì đúng hơn khi mà T-Seed đang là người biter ở A. Thôi vị trí biter này là đẹp quá. Sút bắt đi của NBK vào đi đổi một nhưng mà T-Seed đang móc đây này. Vâng, móc trong móc. Các thành viên Heroic họ gài quá nhiều người ở những cái tình huống móc. Và T-Seed chắc chắn là sẽ bắn chết được hai thành viên Hero Team một cách dễ dàng thôi. Họ lấy ra thông tin cơ chứ. T-Seed bắt được một và trả ra quả lửa để cái đối phương không thể gỡ được bom. Có gỡ làm sao được, hai kit nó lại rơi ở cái khu vực quá cao cơ. Cũng như cái hy vọng của bên phía OG nó là đang ở trên trời. Có tiếng GG được chát lên rồi và đúng là GG thật. 16-6 và cho bên phía Heroic.